quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin Buzz được phát sóng trên kênh Buzz TV với những thông tin thú vị nhất trong ngày. Các bạn thân mến, sau gần 10 tháng ra mắt Galaxy S9 Plus, Samsung Việt Nam mới chính thức giới thiệu phiên bản màu đỏ tại thị trường Việt Nam. Phiên bản này sẽ chính thức lên kệ vào ngày 23 tháng 12 tới. Ngoài những màu sắc như đen, tím, xanh, vàng kim, Samsung vừa giới thiệu thêm phiên bản Galaxy S9 Plus màu đỏ tại thị trường Việt Nam. Đây không phải là màu sắc mới bởi tại Trung Quốc, phiên bản S9 Plus đỏ đã xuất hiện từ ngày ra mắt là một phần trong kế hoạch giành lại thị trường của hãng điện thoại Hàn Quốc. Ngoài thay đổi về màu sắc, Galaxy S9 Plus phiên bản màu đỏ chỉ cung cấp duy nhất bộ nhớ 64GB. Các thông số khác như chip xử lý Exynos 9810, RAM 6GB, camera kép đều được giữ nguyên so với bản Galaxy S9 Plus tiêu chuẩn. Trên thực tế, màu sắc cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người dùng. Việc bổ sung thêm màu mới giúp Samsung giữ nhiệt cho thị trường trong khi chờ Galaxy S thế hệ tiếp theo ra mắt. Đây là cách làm mà Samsung, Apple, Oppo đều đang thực hiện để duy trì sự quan tâm của người dùng đến sản phẩm. Trước đó, Samsung cũng bổ sung màu vàng kim để giữ nhiệt thị trường trong lúc chờ Note 9 ra mắt. Với S8 Plus ra mắt năm ngoái, hãng cũng giới thiệu màu tím khói trong thời gian chờ đợi Galaxy Note 8. Theo thông tin từ Samsung, Galaxy S9 Plus phiên bản đỏ 64GB sẽ chính thức lên kệ vào ngày 23 tháng 12 với giá bán lẻ đề nghị là 20 triệu đồng, thấp hơn Galaxy Note 9 và cạnh tranh với Huawei Mate 20 Pro, Oppo Find X. Mạng xã hội Instagram là công cụ kiếm tiền vô cùng hiệu quả cho các KOLs và người mẫu và bloggers. Và sau đây là những người mẫu và nhân vật fashionista thời trang có ảnh hưởng nhất trong năm nay. Theo một công cụ thống kê cho Instagram Rich List 2018, danh sách những cái tên được trả thù lao cao nhất Instagram năm 2018, kèm theo số tiền mà họ được trả cho mỗi bài đăng trên bài post của họ. Đứng đầu danh sách này là Bella Hadid, cô rất tích cực góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo, show diễn thời trang, từ xuân hè cho đến thu đông và thảm đỏ tại các sự kiện sang trọng. Số tiền cho mỗi bài đăng quảng cáo là 27.000 đô la Mỹ một bài. Đứng thứ hai là Emily Ratajkowski, được mệnh danh là người mẫu nội y đình đám cho tất cả các shoot hình chụp cho brand đồ lót hay đồ bơi. Cô sở hữu thể hình chuẩn từng cm, tiền thù lao cho mỗi bài post của cô tầm 26.500 đô la Mỹ. Vị trí thứ ba này, cô sở hữu trang blog The Blonde Salad nổi tiếng. Fashionista kim blogger người Ý, Chiara Ferragni luôn là một trong những KOL hàng đầu mà các nhãn hàng luôn muốn hợp tác cùng. Thậm chí váy cưới mà Dior thiết kế riêng cho cô còn thu hút cư dân mạng, giới thời trang và truyền thông hơn cả công nương Meghan Markle. Ở hạng thứ tư, vợ của Jason Statham, Royce Huntington, Whiteley, kiếm được 11.500 đô la Mỹ cho một bài đăng. Từ ngày mở công ty riêng về làm đẹp và các sản phẩm make-up, dưỡng da, danh tiếng của nàng bông hồng Anh ngày càng được tăng cao. Cô nàng đến từ Brazil, Camila Coelho, luôn có sự thu hút trong giới blogger thời trang. Cô kiếm được 10.750 đô la Mỹ cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân của mình. Nàng blogger kim fashionista gốc Á Amy Song, nổi tiếng với trang blog Song of Style, kiếm được 7.000 đô la Mỹ cho bài đăng quảng cáo. Vị trí chốt lại trong danh sách này không thể thiếu nhà thiết kế người mẫu Alessa Chung. Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng danh tiếng. Sự hiểu biết về thời trang của cô luôn được đánh giá cao trên các tạp chí danh tiếng. Tiền bài post quảng cáo của cô là 4.500 đô la Mỹ cho một bài. Mới đây, tài khoản Instagram của một người bạn Selena Gomez đã đăng tải loạt ảnh đi trượt tuyết. Trong đó, nữ ca sĩ 26 tuổi, trông hạnh phúc, khỏe mạnh và cười tươi. Dưới bình luận, các fan để lại các biểu tượng trái tim cùng lời chúc mừng Gomez. Chào mừng cô phù thủy nhỏ đã trở lại. Cảm ơn Chúa đã ban phước lành đến với ngôi sao xinh đẹp của chúng ta, là những bình luận từ người hâm mộ. Giọng ca Back to You đã nhập viện 2 lần vào tháng 10 vì số lượng bạch cầu giảm do tác dụng phụ của ca ghép thận hồi năm ngoái. Gomez lúc đó yêu cầu được xuất viện nhưng bác sĩ không đồng ý. Theo nhân chứng, cựu ngôi sao Disney đã hoảng loạn và cố gắng tách dụng cụ y tế ra khỏi tay mình. Sau đó, tình cũ Justin Bieber được chuyển đến cơ sở y tế tâm thần ở East Coast và được điều trị bằng liệu pháp hành vi biện chứng dành cho bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, tự làm tổn hại bản thân, người cao tuổi mắc trầm cảm. Trong quá khứ, ca sĩ người Mỹ đã cởi mở về tình trạng sức khỏe của mình.
Cô tiết lộ điều trị bệnh lupus từ năm 2015. Đây là căn bệnh nguy hiểm, hệ miễn dịch tấn công các tế bào và mô, gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Trả lời phỏng vấn tạp chí Harper's Bazaar tháng 3, cô thẳng thắn: "Tôi nghĩ rằng đó là một trận chiến mà tôi sẽ phải đối mặt trong phần còn lại của cuộc đời mình. Tôi thấy ổn vì ưu tiên bản thân hơn bất cứ điều gì khác." Năm 2018 được xem là năm sóng gió của Gomez khi vấn đề sức khỏe của cô chuyển biến xấu, chuyện tình hợp tan với Justin Bieber tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Nữ ca sĩ còn tuyên bố ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian. Theo đó, trong một hoạt động của Miss Universe 2018, đại diện Thái Lan Sofida Kanchanarin diện bộ váy dạ hội màu xanh dương do công chúa Siri Vanavari Nariratana thiết kế. Tuy nhiên, Wanchaleom Chamninphon, YouTuber nổi tiếng của quốc gia này, đã đăng bài chê chiếc váy xấu xí. Việc này khiến Chamninphon bị chỉ trích dữ dội, được cho là xúc phạm đến hoàng gia Thái. Sau khi hứng gạch đá, cô đã xóa bài viết và công khai xin lỗi. "Tôi không có ý xúc phạm hay coi thường tổ chức, tôi không hình dung được hậu quả sẽ như thế này", cô hối hận. Tuy nhiên, làn sóng phản đối Chamninphon vẫn tiếp diễn. Đỉnh điểm, nhà chính trị kim doanh nhân Kit Yanut Chayoburanato đã quyết định nộp đơn kiện cô ra tòa. "Tôi không thể chấp nhận rằng cá nhân có tiếng nói trên mạng xã hội này lại bày tỏ ý nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đất nước", ông Chayoburanato trả lời phỏng vấn, mô tả hành vi của nữ YouTuber là vô trách nhiệm. Quốc gia xứ chùa vàng, nổi tiếng với luật pháp nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo bộ luật Laissez Majesté, bất cứ ai xúc phạm, phỉ báng hay đe dọa nhà vua, hoàng hậu và người thừa kế của hoàng gia sẽ bị phạt tù từ 3 tới 15 năm. Theo The Guardian, cáo buộc tố Chamninphon đã được đệ trình lên tòa án Thái Lan và đang chờ xét xử. Nếu bị kết tội, Chamninphon có thể ngồi tù ít nhất 3 năm. Wanchaleom Chamninphon là người chuyển giới, nickname Missy Big Mouth. Cô trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội sau khi chia sẻ clip trang điểm bằng dép hồi năm 2017. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng trang điểm, cô còn sở hữu thân hình gợi cảm. Chamninphon nhận được nhiều sự quan tâm với các clip làm đẹp của mình. Còn chủ nhân chiếc váy gây tranh cãi là công chúa Siri Vanavari Nariratana, con gái duy nhất của vua Vanrusongkorn và Susarin Vitvacharawongsi. Cô là giám đốc sáng tạo của dòng thời trang mang tên mình. Nariratana thường xuất hiện trên các trang của Tatler và Vogue của Thái Lan. Những món ăn Việt dân dã đã thu hút đông đảo thực khách nước ngoài và được đánh giá cao trên báo ngoại trong năm 2018 với tiêu chí ngon, bổ, rẻ và độc đáo. Theo đó, tháng 11 vừa qua, trang Traveler của Australia đã công bố danh sách 21 món ăn ngon nhất thế giới 2018. Trong đó có 3 món ăn Việt Nam, gồm ốc, bún riêu cua và bánh mì Hội An. Món ốc có rất nhiều cách chế biến như ốc xào, ốc luộc, ốc nướng, v.v. Bún riêu cua được đánh giá là một trong những món ăn Việt Nam ngon nhất và hấp dẫn thực khách với nước dùng được chế từ riêu cua, cà chua. Khi ăn, thực khách ăn kèm cùng rau thơm, hoa chuối, giá đỗ. Bánh mì Hội An từng được cố đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain khen ngợi và là một món ăn hấp dẫn du khách quốc tế. Hồi tháng 9, trang In Brightside đã bình chọn những món ăn kỳ lạ nhất thế giới 2018. Trong đó có bánh mì khổng lồ ở An Giang. Loại bánh này hấp dẫn mọi người không chỉ bởi kích thước khủng mà còn ở độ giòn, đặc ruột và thơm lừng. Hồi tháng 3, tờ CNN xếp vào danh sách những món ngon nhất thế giới, trong đó có gỏi cuốn Việt Nam. Món gỏi cuốn gồm có thịt luộc, rau thơm, bún được gói trong bánh tráng. Hương vị đặc biệt của rau thơm khiến món ăn trở nên đặc biệt và được chấm với nước chấm chua ngọt kèm đậu phộng giã nhỏ. Phở Việt, món phở gồm có nước dùng, bánh phở tươi, rau thơm, ăn kèm thịt bò hoặc gà. Món ăn có hương thơm quyến rũ, ăn ngon miệng và hương vị rất cân bằng. Trang tin The Culture Trip cũng từng liệt kê những món ăn sáng hấp dẫn nên thử khi du lịch Việt Nam như xôi. Những hàng xôi nằm bên một góc đường là hình ảnh rất đổi quen thuộc vào buổi sáng ở Việt Nam. Bánh cuốn, thêm thịt băm, nấm và nước chấm, bạn đã có một bữa sáng bằng món bánh cuốn ngon, bổ dưỡng.
Mới đây, bảo tàng có tên Disgusting Food của Thụy Điển đã trưng bày hơn 80 món ăn được đánh giá là kinh dị bậc nhất thế giới. Điều đặc biệt là hồ vịt lộn, sầu riêng và cả cà phê trộn của Việt Nam cũng nằm trong danh sách này. Trứng vịt lộn, món ăn ngon rẻ, xuất hiện khá nhiều ở các quán vỉa hè ăn vặt Việt Nam được nhiều người phương Tây nhận định rằng phải có dũng khí lắm mới dám ăn. Sầu riêng, vua của trái cây được nhiều người Việt yêu thích bởi hương vị đậm mùi đặc trưng riêng biệt, nhưng cũng khiến không ít người phải rùng mình và nhăn mặt khi ngửi thấy. Cà phê trồn thì tính kinh dị của nó chính là việc hạt cà phê được lấy từ phân của con trồn sau khi cho chúng ăn quả cà phê chín. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên like fanpage và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi những thông tin thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!